Xong rồi. Các bạn ơi, mình vừa vẽ xong một khuôn mặt tức giận này. Các bạn nhìn có thấy giống tức giận chưa? BBTV. Xin chào tất cả các bạn. Chắc hẳn là rất là nhiều các bạn nhỏ thích sticker đúng không? Mình thì cũng rất là thích luôn. Cho nên hôm nay mình đã quyết định tự làm một bộ sticker khuôn mặt cảm xúc. Các bạn cùng theo dõi mình nhé. Để làm sticker thì không thể thiếu đó chính là giấy màu. Nếu các bạn nhỏ nào không có giấy màu thì chúng ta có thể sử dụng giấy trắng cũng được. Tiếp theo đó là màu vẽ. Thứ ba là kéo, compa và băng dính trong. Bây giờ mình bắt đầu làm thế nào? Đầu tiên mình sẽ sử dụng compa để vẽ hình tròn của khuôn mặt. Đây, hôm nay mình sẽ vẽ 5 khuôn mặt cảm xúc luôn. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, và 5. Sau khi vẽ hình tròn xong thì mình sẽ vẽ biểu cảm của khuôn mặt. Đầu tiên mình sẽ vẽ khuôn mặt tức giận trước đi. Mình sẽ sử dụng màu đỏ để tô lại viền. Rồi, tiếp theo mình sẽ vẽ mắt. Khuôn mặt tức giận thì lông mày sẽ chéo lên như thế này. Sau đó hai mắt thì trông rất là ghê gớm, kiểu rất là tức giận luôn. Đây là miệng và có một cái hiệu trên này. Đó, vậy là mình đã vẽ xong khuôn mặt tức giận rồi. Sau đó mình sẽ sử dụng màu để tô. Khuôn mặt tức giận thì thường là mặt đỏ tía tai, cho nên là mình sử dụng màu đỏ để tô. Các bạn ơi, sau một hồi tô màu dạ thì mình cảm thấy nó rất là lâu, cho nên là mình đã quyết định chuyển sang màu nước để tô cho nhanh. Xong rồi. Các bạn ơi, mình vừa vẽ xong một khuôn mặt tức giận này. Các bạn nhìn có thấy giống tức giận chưa? Tiếp theo thì mình sẽ vẽ thêm một khuôn mặt khác, đó chính là khuôn mặt cười. Ok. Rồi, tiếp theo là chỉ còn hai má hồng hồng nữa là xong rồi. Thêm hai chiếc má hồng hồng nữa là mình đã có một khuôn mặt cười rồi. Tiếp theo là mình sẽ vẽ một khuôn mặt khác, đó chính là khuôn mặt khóc.
Các bạn ơi, vậy là một khuôn mặt khóc đã hoàn thành. Tiếp theo mình sẽ vẽ một khuôn mặt khác, đó chính là khuôn mặt ngạc nhiên. Wow! Vậy là mình đã vẽ xong một khuôn mặt ngạc nhiên rồi. Cuối cùng mình sẽ vẽ một khuôn mặt hạnh phúc. Vậy là mình đã vẽ xong 5 khuôn mặt cảm xúc rồi. Yeah. Tiếp theo mình sẽ sử dụng băng dính trong để dán lên toàn bộ khuôn mặt cảm xúc nhé. Vậy là mình đã dán xong rồi. Cuối cùng mình chỉ cần cắt nữa là xong. Các bạn ơi, vậy là một bộ sticker khuôn mặt cảm xúc của mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem nhé. Đây, đây là một khuôn mặt ngạc nhiên. Đây là một khuôn mặt đang khóc nè. Đây là một khuôn mặt tức giận. Còn đây là một khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Và cuối cùng, đây là một khuôn mặt đang cười rất là tươi. Vậy là rất là đơn giản, chúng ta có thể tự làm sticker ở nhà đúng không nào? Video của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye! Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của Bibi nhé. Hẹn gặp lại các bạn!